Mấy cái anh này có quà đó, quà bự đó, này happy. Yes. Rồi anh em mở ra coi thử quà gì nào. 2 3 ta 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 ta. Rồi mở ra, mở cái hộp đó ra trước đi. Cái hộp nè, mở cái hộp màu trắng ra đi. Mở ra nha, mở được không? Mở ra. Đấy, đừng có bị hết. Chem Julie nha. Giờ chem Julie nha. Ở đây nè con kia. Giờ mi coi nè. Wow. Yeah, cái này chem Julie nha. Cho chị chỗ Anna. Ừ, rồi. Chỗ Anna chưa em Julie. Ừ, ok. Rồi, cái quà kia là quà gì? Quà chỗ Anna. Mở ra coi nào, coi cái gì này. Dỡ lên coi nào. Cái này là xe. Wow. Ba mi mà. Coi nào xe, wow, đẹp quá. Wow. Mami mà. Này thích không? Ừ. Ở đây sao ta? À, kia. Rồi cái này mở ra. Mở ra. Này dính lại nha, cái này kéo ra. Kéo ra, kéo ra nè. Sắp ra rồi, kéo. Wow. Để mi coi. À, nó dán bằng keo nè. Cứ gỡ cái này ra. Cứ gỡ cái chỗ nào đây, kia. Rồi. Nó coi mở làm sao, chơi làm sao. Hía. Vậy mở ra. Phải không? Phải cái này không? Em đi coi. Phải phải mở cái này ra không ta? Yeah, đúng rồi, mở cái này. Yeah. Rồi. Ê, em ơi. Ơ chịu. Em ơi, em ơi.
Rồi, coi nè bên này nữa. Ooh, wow. Nè anh này mở ra, anh này mở đây nè, bật lên nè. À, đó, xíu. Yeah. Rồi xe chạy nè. Kéo lên nè. Nè, đưa mi gắn cái này lại, đưa mi gắn cái này lại. Anh này happy. Đấy, em gắn cái này lại nè. Em này happy không? Yeah. Ý, xe chạy. Okay. Anna có cái gì đây? Anna got baby princess. Oh, wow, baby princess. Oh, wow. The butterfly. Oh, okay. Mở ra nha. Dạ chứ. Dạ. Rồi, mở ra nào. Cô mi cắt ra cho. Cái này dịnh lại, mi lấy kéo mi cắt ra nha. Cái đường đứt tay, cái đường đứt tay, cái đường đứt tay. Còn gì nữa không? Trong này mua gì nữa? Baby. À còn áo của baby nữa hả? Ừ. Dạ. Yeah. Nè, có cái móc nè, gỡ ra vậy nè. Like this. Like this. À chải tóc nữa hả? Wow. Xoay gương nữa hả? Ôi chà. Rồi con đi mua gì nữa? Còn cái gì nữa? Cha cái quạt hả? Nè, bố mới bày cho. Nè, cầm đi nè. Bố ở đây nè. Xí. Đó, bố vô. Yeah. Piano. Rồi, mua gì nữa? Còn gì nữa không? Anh làm hết chưa? Hết đồ chơi chưa? Oh wow. Trắng xe. Oh, xe màu hồng luôn. Wow, xe màu hồng chạy được luôn nè. Ừ. Xe màu hồng. Dạ chứ. Đây.